Alo, dạ em xin mến chào đại gia đình yêu thương của em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Ngọc Family Channel. Và mến chúc sức khỏe đại gia đình của mình. Và hy vọng rằng mọi người sẽ có những phút vui vẻ và thư giãn dễ chịu nhất khi xem những clip kể chuyện của em ngày hôm nay. Và đến với chương trình kể chuyện ngày hôm nay, em xin phép gửi cho quý vị nghe không phải là một câu chuyện vui mà là một cái câu thơ. câu thơ này tôi nói đừng nên xem clip này nếu đầu óc của bạn quá trong sáng. Tại vì em, tại sao mà em lại nói như vậy? Bởi vì trong tất cả những câu chuyện của em, nào là cái lờ này nọ kia, là đều là những cái câu chuyện nói về, giống như người ta nói là câu chuyện mà tục giảng thanh á. Mình nghe thì mình tưởng là tục, nhưng thật sự là khi mà nghe xong rồi thì mình thấy nó thanh lắm. Có nghĩa là câu chuyện nó không có gì hết, nó chỉ mang đến những tình huống nó bất ngờ, nó cảm thấy rằng nó thú vị thì nó gây cười đến quý vị thôi. Đó thì nhiều người mà không biết thì trách lầm em là nói tại sao mà con gái em lứa mà lên kể chuyện thì gớm như vậy. Thì ngày hôm nay em xin phép được kể, không phải kể mà là xin phép được đọc một cái bài thơ mà em cảm thấy tình cờ em xem được cái bài thơ này thì em cảm thấy rất là hay, nó hứng thú, thú vị quá. Khi em hứng lên lại vậy đó, cho nên là em muốn ngồi đây để mà đọc cho quý vị nghe một cái câu thơ ở trong một cái cái này em mới tìm được ha. Nó rất là hay, không biết là quý vị nào mà đã từng nghe về cái sợi lông trong bát bún chưa. Nếu như mà quý vị nào mà đã nghe rồi thì cứ xin có thể bỏ qua clip của em. Bởi vì quý vị nghe rồi thì cũng có thể nghe nữa, hoặc là quý vị nào chưa nghe thì cũng có thể nghe thêm để cho mình thư giãn, mình giải trí thôi. Tại vì đôi khi trong cuộc sống nó có những cái bộn bề lo toan, cơm áo gạo tiền, rồi công việc này công việc kia, nhưng mà khi mà quý vị đến với những cái clip của em thì nó sẽ là mang những cái màu sắc, những cái luồng gió, nó làm cho cái tâm trạng của quý vị mà mọi người cảm thấy thư giãn hơn và vui vẻ hơn. Thì em xin phép được đọc cái câu thơ mà sợi lông trong bát bún nha. Nghe nói cái gì mà có lông lông là em cảm thấy rất là thú vị à. Đó, không biết là có ai mà có cái sở thích giống như em không, chứ em nghe nói cái câu thơ Tiếu Lâm mà nó nói về sợi lông trong bát bún này là em đọc tao nói em cười tủm tỉm, không biết sao mà em cười hoài luôn. Hay là nó giống như cái mối tình của em với cái anh chàng sinh viên hồi xưa hay sao á. Thì cái câu thơ này như thế này nha, em mến mời đại gia đình của mình cùng thưởng thức cái câu thơ này rất là thú vị đây. Một chàng cùng bạn gái, có một anh chàng này cùng bạn gái vào, họ đi vào một quán bún riêu. Ôi, quán bún riêu này hơi hơi hấp dẫn nha, nổi tiếng ở khu vực đó luôn. Và họ gọi một cái bát đầy bún. Ôi, cái bát mà đầy bún là chắc cái quán này bán rẻ đây. Bán rẻ là có nghĩa là bỏ bún nhiều ăn cho khách nó no đó. Rồi, một bát thì không có hạt tiêu. Đó, thì trong hai người thì có một người không có thích ăn tiêu. Và rồi cô chủ bê ra hai bát, ra đặt như mọi khi. Nhưng mà bỗng nhiên anh chàng nhìn thấy một cái chuyện động trời luôn. Trời ơi, anh chàng này thấy cái gì đây? Trong bát của mình có cái gì? Đối với vị là thấy cái gì? Thì anh này anh cũng rất là kỹ tính ha. Thì thường thường người ta bưng cái bát bún thì mình ăn thôi, chứ cứ hơi đâu mà dòm kỹ dữ vậy. Thì ông nội này ông dòm vô thì anh ta vớt lên và ngắm, thì ra là một sợi lông. Trời đất ơi, sợi lông này nó xoăn xoăn mà nó xoăn tít à. Nó không phải như sợi tóc ha, sợi tóc của mình thì nó thẳng đây, mà cái sợi lông này không biết là lông gì nữa mà tôi nói nó xoăn mà nó đen mà nó quéo qua quéo lại, nó ngộ lắm, nó lạ lắm, mà không phải là của đàn ông. Trời đất ơi, cái loại này không phải là của đàn ông nha. Thì ngay lập tức anh chàng quát lên thật là lớn tiếng lên. À, anh ta là coi như là giận quá, tự nhiên bát bún mình ăn mà có cục lông của nó, là trời đất ơi, lông gì mà kỳ quá, xoăn xoăn mà nó xoăn xoăn mà nó màu đen mà nó quánh lên nó kỳ quá. Thì anh này ảnh mới la lên, rêu cái kiểu gì thế này đó, anh nói cái bún riêu gì mà kỳ cục vậy trời, cô chủ đâu, kinh quá đi, trời đất ơi, đi ăn bún riêu mà lần đầu tiên đi ăn với bạn gái mà hú hồn luôn. Trời đất ơi, có ai mà trong trường hợp này không, gặp em cũng tức chết luôn. Tự nhiên tô bún của mình mà nó có cộng lông gì mà không phải lông mà nó thẳng thẳng như mình tưởng tóc ha, còn một cái giống cái thứ mà lông mà nó xoắn xoắn, nó quăng quăng á, trời đất ơi, không biết lông gì luôn. Cho nên là ghê quá, thì cái anh này anh kỹ tính lắm, mà gặp ai trong bất cứ trường hợp nào thì cũng sẽ như vậy thôi. Cô chủ đâu, kinh quá, chạy nhanh ra đây đi. Anh này anh tức quá, anh quát một cái giọng coi như là đàn ông mà dùng hết sức bình sinh để mà quát mắng lên á. Thì cái cô chủ này á, là cổ cũng biết cổ có ra hay không, mà quán lúc này thì khá đông khách. Thì cái bạn gái của ảnh thì khá là ngượng ngùng. Đó, thì bạn gái mà con gái thì thường thường e dè mắc cỡ. Tự nhiên mình đi ăn với bạn trai mình mà tự nhiên ông nội thì đi ông la một cái hả, kỳ quá.
mà đang ăn bún như vậy thì tất nhiên là xung quanh thì cũng có rất là nhiều người đang thực khách đang ăn. Tự nhiên ông nội bạn trai mình ông la lên, không biết cái gì mà ghê dữ vậy. Thì cái cô bạn gái mới ghé tai, cái nghĩa là anh này anh ngồi gần anh nói nhỏ, cái cô nàng này nói khẽ vô cái lỗ tai cái anh bạn trai, cổ nói vậy nè: "Thôi vớt ra mà dùng đi, có gì đâu." Trời ơi, cái anh này, cái cô gái này cổ kêu là bây giờ á là dùng cái vớt cái cọng lông nó ra rồi giục ra rồi ăn. Trời ơi, đâu có gì đâu, có gì đâu mà ghê gớm. Thì đối với cô này thì cô thấy bình thường đó đó. Thì bắt đầu là cái anh này ảnh cũng như là ảnh bực rồi: "À, anh có quá lời không, nhiều khi phê hết cỡ với cả đám đầy lông." Nghe tới cái đoạn thơ này là em thấy em cũng như là em không ngờ luôn. Thì cái cô gái này cũng nói là thì không biết là đừng xem clip này, nó đổ của bạn quá trong sáng nha, tại vì nếu mà trong sáng quá thì không thể nào hiểu được cái đoạn clip này đâu. Tại vì cái đoạn thơ của em á là cho như là có cả coi như là anh chàng này thì la làng lên cái gì, cái những cái cổng bún có trong cái cổng lông có trong tủ bún đó. Thì bắt đầu là bực rồi, anh chàng này la lên thì cái cô người yêu cổ lại nói là: "Trời ơi, nhiều khi vết cỡ với cái đám đầy lông, giờ thì có mỗi một cái sợi lông mà cũng tự nhiên nổi khùng." Cô đã đời không, trời ơi, cái cọng lông mà ăn bún riêu mà có cọng lông mà sao ăn ngon miệng được. Thì anh la lên thì cái cô bạn gái này cũng như nhắc anh chồng, anh bạn trai mình chứ phải chồng bạn trai mình, là nói: "Ờ, đừng nói có cọng lông mà vớt ra ăn lại đi, có sao mà nổi khùng, có gì đâu, bình thường, có nhiều khi cái đám lông cũng gì nữa mà đó." Thì bắt đầu anh chàng này anh càng tức lên, trời đất ơi, anh tức lên dữ dằn luôn: "Em nói thế mà được à, chuyện nào thì ra chuyện ấy, không có thể lẫn lộn được à nha." Đó, ghê không, ghê không, trời ơi, bực quá mà sao mà lẫn lộn được, trời ơi. Thế là em cứ nghĩ đi, anh người yêu ảnh mới giả giả sử cho cái cô bạn gái này hiểu nè: "Giả sử mà trong đám ấy bỗng nhiên có một sợi bún xem sao, anh sẽ không thể nào tha thứ cho em về cái tội này của em đâu nha." Thì cái câu chuyện này là muốn nhắc cho tất cả mọi người ở đây và cũng như em cảnh tỉnh một cái chuyện rằng là nếu như mà mình á thì chắc bất cứ trong cái tình huống nào thì cũng đều á là coi như là mình không thể nào mình đặt là coi như là không được phép nhầm chỗ lộn ngược lộn đuôi lên thành đầu được đó. Bây giờ thí dụ như cái đám đó mà tiện có cọng bún ở trong đó thì cái câu này là em cảm thấy rất là mắc cười. Cái đám ấy mà có cọng bún vô thử coi, anh sẽ trách em, sẽ không có tha cho em đâu. Tự nhiên có cọng bún đó nói trời, thì đó là lỗi của lỗi của ai đây trời. Thì đây là cái câu chuyện cũng khá là vui, em không phải là câu chuyện mà là một cái cũng là một cái câu thơ ở trong một cái câu chuyện Tiếu Lâm. Thì em tình cờ đọc được thì em cảm thấy nó hay quá, nó vui đó. Thì mong muốn của em là mong muốn đem đến những cái câu chuyện, những cái niềm vui cho quý vị và quý khán giả của em. Mến chúc sức khỏe đến mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Em xin chào.